chào thầy. Hello. Cái giải công này trồng được mấy năm rồi thầy? Làm ấy vụ đầu tiên là vụ 1 nè, mùa 1 nè. À cái này thu hoạch đầu tấn ha, đầu ha. Ừ. Cái này mình làm mấy công vậy thầy? 6 công. À. Thấy trái quá chừng luôn nè, cái này nhắm ước đạt khoảng chừng 10 tấn công không? Chắc không tới cỡ 7 8 tấn nha. Dạ, 7 8 tấn ha. Ừ. Giá ổn không thầy? Không tới 10.000 2 ký. Dạ 10.000 2 ha. Rồi 10.000 2 đi. 12. Rồi hỏi vui thôi, cảm ơn thầy nha. Để em vô vườn em quay mấy anh em cắt cam nha thầy. Rồi ok, vô quay đi. Dạ. Anh qua bên cái đội nữ bên kia đang cắt kìa, người ta còn đang mít khúc đẹp mà anh đi tới chưa để người ta. Chưa cái hết đẹp ha. Rồi đúng rồi. À, hello, xin chào quý bà con cô bác nha. Bữa nay em sẽ chia sẻ cái buổi hái cam của anh em công nhân ở cái vườn cam 6 công nha. Mến chúc bà con cô bác ngày mới vui vẻ luôn à. Vườn cam trái sai hoằng luôn nha bà con cô bác. Sẵn đây có mấy anh em đang thu hoạch cam nè, để em quay cái cảnh thu hoạch với báo giá cho bà con cô bác biết cái tình hình giá cam hiện tại là bao nhiêu luôn ạ. Nè, những cái trái cam chín vàng mọng luôn nè bà con. Vô đợt này cái chủ vườn này ước lượng khoảng 8-9 tấn nha. Những cái cây cam là trái quằn quằn, ta treo lên rồi chứ không treo là sẽ nhánh luôn nha quý bà con cô bác, trái tới đất luôn nè. Đó, nhìn thấy mắt ham không? Để em chia sẻ cho bà con cô bác thấy nha. Rồi xin mời quý bà con cô bác tới cái màn theo anh em công nhân cắt cam nha. Đây hồi sáng giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ mà đội anh em công nhân đã cắt được nhiêu cam đây nè nha quý bà con cô bác. Đó, nhìn trái nào trái nấy tròn đẹp. À. Trời ơi, nguyên một đội 40 người mà có 2 người nữ hả? Nam cũng nữ luôn hả? Làm cho người khác thích không? Lưỡi lưỡi ở trong vườn cam cam nó đụng đầu muốn cán dán mặt mày luôn nha, muốn xây sẩm mặt mày. Đó, ở đây có mấy chị cắt nè, nguyên một đội 40 người mà có 2 người nữ à. Khổ, thấy bà mới đi cắt cam đây nè. Khổ lắm hả chị? Ừ. Ở nhà mình có trồng cam không? Không có trồng cam, giờ mướn. Chị ngon rồi. Đi mận mình hay hai vợ chồng? Hai chồng. Hai chồng ngày kiếm có 1 triệu, ít quá. Hai chồng mà chồng nó ngày đi ngày nghỉ, nó muốn đi thì nghỉ nghỉ à. Bữa nào tối mà chị hành ổng là sáng ổng nghỉ hả? Ờ. Hello chị. Chào. Chào khán giả Vĩnh Long em cái ơi. Chào. Dạ. Cái này mình đi cắt mỗi ngày luôn không chị? Cắt mỗi ngày, nếu có cam thì mua, có vườn thì cắt mỗi ngày. Dạ, cắt mỗi ngày vậy thu nhập ổn định không ạ? À? Cũng khi về khi khác thôi. Dạ, có khi 500, cũng có khi 200-300 hả? Đúng này chỉ cắt ngày, ví dụ như mấy anh thanh niên thì mấy chú thanh niên thì cắt người ta ăn đầu tấn, còn như mấy anh chị thì cắt ngày. Dạ, phụ nữ thì chỉ làm ngày thôi, không có chở, không có khiên gì ha. Không có chở, không có ấy. Vậy ngày chắc cũng được 200-300 không chị? Được. À vậy cũng ổn, cũng cá mắm được. Ừ. Con cái ăn học chắc im ha. Được. Dạ.
ở quê vậy là ngon rồi. Đây có việc làm là quý rồi chú ơi. Dạ dạ. Đỡ tốn tiền nhà trọ, tốn tiền cơm rồi. Dạ. Sáng mình xách cơm theo ăn hả chị? Xách cơm theo ăn. Bằng buổi đứng hay sao ạ? Bằng buổi đứng 8 tiếng. Dạ. Chị 2-3 giờ chiều về cũng còn làm ăn được. Dạ. Dạ chào anh. Dạ. Dạ. Sáng giờ khoảng 2-3 tiếng gì hả? Dạ. Cũng nhiều ha, 2-3 tiếng cắt cũng đông quá, cũng nhiều. Trung bình cắt ngày hẳn 250 gỗ rồi bạn. Dạ, 250 gỗ rồi đem ra cân lên xe luôn ha. Dạ. Bạn nhà gần đây không? Dạ, em ở ngoài đầu bờ đi. Cửa xe không ấy. Dạ, biết rồi. Mùa có vô vườn lâm quay nữa không? Dạ, quay được lắm. Nè, đi cắt mình anh hay có vợ con gì không? Anh đi có mình anh. Dạ. Còn chị ở nhà làm bà nội trợ ha. Dạ. Dạ. Mình thu nhập rồi, ở nhà về có cơm ăn. Dạ, theo anh quay cho bà con thấy cái cảnh thu hoạch cam của miền Tây mình ơi. Hôm nay... giá cam bèo cho chú nhà vườn quá bà. Dạ, con ơi buồn quá. Đây phải lên cỡ 3-4 ngàn ký nữa là bà con ngon rồi. Nằm được 7-8 ngàn cũng được. Dạ. Giá có 4 ngàn mấy ký quá tệ. Người ta không lời nhưng mà đôi khi người ta cũng không lỗ. Bạn có trồng cam được không? Dạ, em trồng chanh. Chanh này cũng ăn được ha. Dạ. 28 cũng được. Trồng được mấy công? Em trồng 2 công, còn mấy kia cũng cho mướn trồng cam hết rồi. Đó em đòi trồng nó phải trồng hơi đuối á. Cũng hên ha. Dạ. Thấy người ta trồng nhiều quá rồi em không có trồng. Cho mướn 5 công. Đi tới đâu cũng thấy cam không. Dạ. Phải giá mà đỡ cũng đỡ cho bà con mình. Chào anh. Rồi, chào em. Cắt cam vui không anh? Vui. Dạ, mình cắt đây rồi hồi ra mình có lái xe chở không hay mình cắt không? Rồi, cắt rồi chừng nào ta gọi thì ra chở ra đó. Ra thảy lên cho người ta chở. Dạ, vậy thu nhập cũng ổn định hả anh? Cũng được. Dạ. Anh đi. Cũng sáng cơm chiều cháo. Dạ. Cháo gà ha. Cháo bây giờ ăn cháo gì chưa biết. À, vậy hả? Hên xui. Dạ. À, cho em làm ơn hỏi giá cam bây giờ khoảng nhiêu ký vậy anh? Dạ, cam bây giờ khoảng 4 ngàn ngoài. Dạ, cam đẹp nhất là được 5 ngàn không? Cam đẹp nhất là được 4 mấy 5 ngàn đó, thì nó nằm cái chung chung vậy đó. Dạ, cái giá này thì cũng chưa có lời. Chưa. À, hôm Tết nghe lên 9-10 ngàn có gục được mấy ngày hả anh? Lên được có mấy ngày. Dạ. Lên không được nhiều. Chứ phải nằm giá đó luôn, người dân mình đỡ quá. Thì nông dân nó đỡ. Phải nói gì? Chung nhà dân thì cam mà nó có giá thì nông dân đỡ rồi, chủ vườn đỡ thì mình. Mình cũng đỡ ha. Cũng đỡ. Mình đi cắt. Đi cắt hàng ngày vui. Thường, phải dạ. Không? Dạ. Đó, cái vườn cam 6 công này chuyến này vô coi như là 10 tấn làm tròn đi ha. Cả đó. Công 50 triệu 6 một năm cũng được 300 mấy tính sơ sơ thôi. Nhưng mà cũng chưa lấy vốn được đâu nghe bà con cô bác ơi. Cái này ổng là cắt cái đầu tiên luôn này, năm đầu tiên của ổng luôn. Dạ. Cái này là ông này là biết chúng tấn rồi. Cam này đẹp nè. Cam thì đẹp. Dạ, vườn cam này rất là đẹp luôn nha bà con. Cái ham luôn đó. Hy vọng là những ngày tới rồi những ngày tháng tới cam nó sẽ lên được cho bà con mình lấy vốn lại cho nó đỡ. Lũi lũi trong vườn cam vui quá. Nhảy nãy giờ chứ mỗi giò đó. Cái này còn có thiếu người nữa không cho em xin vô với ai? Vô đi làm gì vậy, không dấn gì hả bà đó ơi. Ai cắt thì em cũng cắt, ai chở em cũng biết chở. Hả bà chồng bà làm gì?
Chiều chiều ai nhậu em cũng nhậu được nữa. Ai làm gì em làm nắng nha. Dạ. Em đa hệ luôn ha. Dạ. Bạn không chết nữa, bà đó đi. Dạ, mình mận đây rồi, anh xã mận gì chị? Anh xã bỏ rồi. Vậy hả? Anh xã bỏ 20 năm rồi. Sao chị? Dạ, rồi. Em còn ông anh cũng giá vợ kìa, chịu không? Em mà mai luôn cho. Không, cái này em nói thiệt, ổng có một chục công tứ quý, rồi cũng có bưởi nữa. Chục công tứ quý hả? À, ổng đang có một chục công tứ quý gì đó, hai chồng cắt suốt luôn á. Cắt suốt luôn, khổ cho mặn ha. Dạ. Không, cái này em nói thiệt, bà con cô cậu ruột, ngang sông ngang qua nè, ngang đường dây điện qua ngang sông á. Ngang đây hả? Dạ. Bà chú ở gần đây hả? Thì em ở đầu đường đi chứ đâu. Ba ông chọc nè. Chịu thì em làm mai cho, họ cho số điện thoại đi rồi em cho ổng. À, có nghĩa là ổng cũng giỏi lắm nha. Em làm mai cho kìa. À, ở đâu? Ổng giá, nhưng mà ổng giá cả chục năm rồi. Ổng ở đâu? Ở ngang sông đây nè, bên bờ B bên. Bên đây nè hả? À. Đổ nước rồi. Không, quay thì biết chị đẹp rồi. Nhìn thấy chị trắng nè. Nhìn thành đổ nước. Chị năm nay nhiêu? 60 rồi. 60 hả? Hỏi không biết ông nhiêu tuổi nữa để đi hỏi lại cắt đây 3 ngày lận ha. Ừ, 3 ngày vẫn không qua nha. 20 vẫn không qua. Mai vẫn không qua được rồi. Để mốt con này bỏ đi cho khác. Dạ. Chị ở đâu? Chị ở ngoài Vĩnh Lợi á. À, trên Vĩnh Lợi. Chị đưa cái quạt ra cho cô xét tôi. Không, nhìn biết đẹp rồi, khỏi. Nhìn thấy trắng trẻo mà đi làm vậy là được rồi, về hai vợ chồng làm vườn. Vậy nè, cắt chanh đi vợ. Chanh có cắt của mình luôn đó, nó hay hơn đi cắt người ta nghe chị. Ừ. Dạ. Về vườn cắt về vườn mình tắm ao ta luôn đi ha. Dạ, mình làm chủ đi, mình cắt cho mình nó vui hơn. Chưa đây có ai uống nước mía không? Số điện thoại luôn hay gì? Số điện thoại của em nè, em bán nước mía luôn. Vậy hả? Đây, chào anh. Nghe nói anh vui tánh quá nè. Em hả? Dạ. Cắt trong vườn mà có ai vui tánh nói chuyện nó đỡ mệt. Trời ơi, em biết gì nói gì đâu mà nói anh ơi. Dạ. Lựa hả anh? Phân ra luôn hay là lụm vô thôi? Phân ra. Để bước bên kia. Ủa, qua em có ông đó đội trưởng đó. Ông nào không có râu anh hả? Ừ, ông đó là đội trưởng đó. Cái này phân sơ sơ rồi hồi giờ phân lại nữa ha. Dạ, nửa lại. Nắng quá. Rồi. Không đội trưởng đâu, ông chạy trốn rồi kìa. Nó chỉ nhìn đống cam là thấy mất thèm luôn rồi. Quá trời ngon luôn nha. Ai vậy em, hỏi vậy? Dạ không có, phải có đỡ. Đây. Đây, đó, ông này ông đi phân phát vỏ cho người ta nè. Hello. Hello. Hái hết đầy số vỏ này là nghỉ phải không? Đấy, phát bữa nay đầy như đây là được 500 ngàn nghỉ. Dạ, đủ 500 ngàn rồi ha. Rồi. Thì anh đi qua quay cái ông đội trưởng bên đó kìa. Thôi, ai cắt cho mình đi lụm xuống ha. À, đi lụm nãy đó. Giờ đi người khúc rồi. Đó, ông đó nói chuyện hay lắm, nãy giờ ông nói ở dưới em nghe đó. Ở đây mấy anh em là dạng làm lính với ổng hả? Ổng là trưởng á. Không, lính mà nãy giờ em thấy ai cũng vui hết. Cắt trong vườn ai cũng vui hết. Đông quá. Quay. Lội nãy giờ trong vườn cam cũng đổ mồ hôi rồi, cũng khát nước. Nên mình lột trái cam thử, nghe nói cam ngọt nên mình cũng thưởng thức thử nha bà con. À, dạ mời bà con cô bác ăn cam với em ạ. Xem video thấy thích thì nhớ tặng cho em một lượt đăng ký, lượt thích
Nếu mà thấy video hay thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem để ủng hộ em ạ. À, xin chúc bà con cô bác ngày mới vui vẻ luôn nha, vạn sự may mắn. Để em ăn thử coi. Ôi ngọt thiệt trời. Ngọt không anh? Quá ngọt luôn bà con. Trà cam ngon lắm ạ. Xin mời ạ. Quá trời quá. Đây, chị chủ vườn đem nước với bánh cho anh em công nhân ăn nè. Uống nước nè, uống nước mấy anh ơi, nghỉ tay uống nước. Cầm luôn. Lấy luôn cái ca anh ta rồi. Anh luôn lấy luôn lại cái ca luôn rồi. Chơi kỳ quá. Anh luôn dịnh luôn cái ca. Bơi lại, ăn lấy cái ca luôn. Anh gọi anh chơi hai uống người ta thu luôn cái ca. Lỡ lấy vít lên luôn đi chứ lấy hay gì hai cái ca. Đó, bánh hôm Tết để tới giờ còn. Lấy cái vít mà, anh uống rồi cái. À, có rồi trong đây rồi. Anh ngồi ngồi đó kìa. Rồi uống nước đi mấy anh ơi, nghỉ tay uống nước, đừng cắt vô mau nè, đừng vô mau lấy tiền. Bữa nay chủ nhật cô giáo nghỉ nên đi phát nước. Rồi quay ra uống nè anh ơi, có nước luôn. Nước chanh hả? Nó uống cái là lấy sức lại làm nha. Chuyến này vô mấy trăm ngon quá trời bà chủ. Khoảng 300. Khoảng 300 à. Uống một ca nước mát lạnh nha. Chưa nắng ba mấy độ uống ca nước vô đã khác liền. Cháy quá trời luôn. Ừ, để em xin số anh. Hai xe lận hả thầy Nam? Hai xe lận mới hết cam bữa nay của thầy. Đang còn nằm trên lít đó. Của chung mà. Có thân cả trơn rồi. Thầy kiếm tiền nhưng mà thầy không được lấy hả?